Nghiên cứu cho thấy người trưởng thành ở Anh ăn trung bình 8 gram muối mỗi ngày. Nhiều khi họ cũng không tự biết là mình đang hấp thụ nhiều muối vào cơ thể, bởi muối chủ yếu đến từ việc ăn các loại thực phẩm chế biến sẵn như bánh mì, thịt hộp, thức ăn nhanh. Nếu chúng ta không thay đổi, thì đến năm 2025 sẽ có thêm 26.000 trường hợp mắc bệnh tim mạch và khoảng 3.800 trường hợp mắc ung thư dạ dày. Theo các nhà nghiên cứu từ Đại học Hoàng gia Anh, người lớn được khuyên nên ăn không quá 6 gram, tương đương một thìa cà phê mỗi ngày, trẻ em nên ăn không quá 3 gram. Hiện cứ 3 người thì có 2 người ăn quá lượng muối nên ăn. Đây không chỉ là tình trạng hiện tại của nước Anh nói riêng, đây chính là lời cảnh báo về sức khỏe cho các cộng đồng trong việc sử dụng muối. Ngành công nghiệp thực phẩm của Anh năm 2011 đã đặt ra mục tiêu cắt giảm muối trong khâu sản xuất trước khi phân phối ra thị trường. Tuy nhiên, dường như mục tiêu này không được thực hiện hiệu quả. Nếu không có hành động khẩn cấp, nước Anh ước tính rằng vào năm 2025, bệnh tim và ung thư dạ dày có thể khiến nền kinh tế của họ mất thêm 960 triệu bảng, tương đương gần 28.000 tỷ đồng.